Đây đây là cái đường bờ sông mà dọc bờ sông. Đấy, dân cư Bá Tùng đây. Gần sông rất là thoáng, mát, đẹp. Đấy, nhà đang xây. Khu này thì nó rất là thoáng mát, sạch với đẹp. Nó không nằm ở dưới đường bay nên rất là yên tĩnh. Đấy, bờ sông ở đây. Bên kia là khu sinh thái Hòa Xuân. Đây, tiếp tục nó mở rộng ra ngoài tiếp. Mình đi vào trong này.